Đừng hết tấn công, nó đấm từng hàng luôn, nó nóng đầu từng hàng nó đấm luôn. Đừng có khinh thường hàng tôi cầm này, tôi từng bị hàng tôi cầm 11.000 tách OTK rồi, không đùa đâu. Nói chung cái hàng tôi cầm này nó là vua các loại tôi cầm luôn, nó mạnh quá rồi.